Đằng sau sự hào nhoáng của một vị đại gia suốt ngày khoe tiền trên Facebook với lối sống giàu có, đế vương, thực chất Đường Nhuệ tức Nguyễn Xuân Đường là một gã lưu manh không hơn không kém. Không dùng từ giang hồ cho đường mà phải dùng từ lưu manh bởi sự kém sang trong cách sống cũng như cách hành xử của anh ta với bạn bè và đàn em. Thờ Phật luôn giao giảng đạo lý, luôn cùng vợ xuất hiện trong những sự kiện từ thiện. Thế nhưng hai vợ chồng này lại làm những chuyện mà người có lương chi không bao giờ làm. Quá khứ bất hảo. Cách đây hơn 20 năm, đường nhuệ sang Nga theo hình thức du lịch rồi tìm cách ở lại. Chơi nhiều hơn làm, thế nên đường thuộc dạng dân nghèo trong cộng đồng người Việt tại Nga. Một lần xô sát tại chợ, đường đã gây án với một người bản xứ và bị lĩnh án 5 năm tù. Hết hạn tù, anh ta lấy vợ, sinh con và vẫn làm những việc vi phạm pháp luật như bảo kê gái là người Việt tại Nga, kiếm tiền trên thân xác những người đàn bà này. Nhưng khi có đứa con đang còn rất nhỏ, Đường đã bỏ lại vợ con sang thành phố khác sinh sống. Giờ cậu con trai này đã lớn và vẫn ở nước Nga được vợ chồng một người bản địa nhận làm con nuôi. Loanh quanh ở Nga mà vẫn không khá được, đường về Việt Nam và gặp Dương, vợ anh ta hiện tại, khi cả hai đã đều có con riêng. Dương khi ấy đã khá giàu. Năm 2008, người đàn bà này đã đi xe Lexus, hai người kết hôn và có hai con chung. Nhưng kể cả từ khi đã làm ông trùm ở đất Thái Bình, tiền bạc vô biên thì trong mắt giới giang hồ miền Bắc cũng như giang hồ cả nước, đường nhuệ vẫn không có tên tuổi. Rất nhiều dân đi chơi kể rằng ít khi đường mang theo tiền kể cả trong tài khoản cũng không mấy khi có tiền. Kinh tế do chị vợ nắm hết. Đó là lý do trên đường trốn chạy, anh ta mua vội thùng mì tôm, định rằng cầm cự những ngày trốn truy nã. Có thông tin cho biết, đưa hỏi vay tiền của một người bạn khoảng 30 triệu đồng để làm lộ phí, nhưng người này không cho vay vì họ biết đường sẽ không bao giờ trả, giống như thói quen quỵt nợ lâu nay của anh ta. Cũng có thông tin, trên đường trốn, anh ta định bán sim điện thoại số đẹp đang dùng, nhưng giữa mùa dịch bệnh chẳng có ai mua cả. Bất quá đành phải trốn về nhà thằng đệ tử cách đó mấy chục cây số và đến khi bị bắt, trong ví anh ta chỉ có vài chục nghìn. Đường khéo ăn khéo nói, lúc nào cũng nhẹ nhàng, dù gì, khiến người đối diện bị thuyết phục và tin tưởng hoàn toàn. Tất nhiên, trừ những lúc anh ta đi đòi nợ hoặc cần phải chứng minh mình là số 1. Câu nói quen thuộc của đường nhuệ, tao mà là số 2 thì đừng thằng nào nhận là số 1. Nhưng số 1 chỉ là ở phạm vi đất Thái Bình và quả thật, ở vùng đất hiền hòa này thì việc tắc quay tắc quái của đường nhuệ là nỗi khiếp sợ khi mà anh ta luôn khoe quan hệ với các ông to bà lớn. Thực tế, các vụ việc liên quan đến vợ chồng đường đều được bỏ qua hoặc có ghém một cách khó hiểu. Đơn cử như vụ đánh người ở ngay tại trụ sở công an phường, hủy hoại tài sản tại một doanh nghiệp, đó chỉ là những thứ mà ai cũng có thể nhìn thấy. Còn nhiều vụ việc khác nữa mà đường nhuệ lấy thịt đè người, khiến bao nhiêu người dân cay đắng mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhiều người kể rằng đường nhuệ hay có kiểu chơi bẩn, ví dụ như anh ta ghi lô để nợ, bảo sẽ chuyển khoản sau Hôm sau bị đòi buông một câu nhạt tẹt Bao giờ có thì trả. Biết là không ai dám đòi nợ nhà mình nên đường cứ ngông nghênh đe thẳng căng người khác như vậy. Còn những vụ việc tương tự khác như nợ tiền vật liệu. Có người chỉ hơn 20 triệu nhưng nhất định không trả. Một phần là vì tính như vậy. Một phần cho rằng mình là số 2 thì không có ai là số 1. Nên đường tự cho mình cái quyền phách lối như vậy. Tuy nhiên vì cách sống như vậy nên trên bản đồ giang hồ không có vị trí nào dành cho đường đến ngay cả những kẻ đánh người không gớm tay, những tên lưu manh mặt hạng nhất còn nhăn mặt mỗi khi nghe thấy chuyện đường ăn không chính xác mỗi người chết 500.000 đồng. Những kẻ lưu manh nhất còn biết có vùng cấm đối với những việc làm liên quan đến tâm linh, nhưng kỳ lạ thay, hai vợ chồng gã đều thờ Phật, luôn mồm giao giảng những điều hay ho, luôn dọa người khác sống sao cho có đức, kiểu con cái gánh hậu quả. Nhưng thực tế, những việc làm của vợ chồng anh ta đến ma quỷ còn phải kinh sợ, đánh người ngay dưới chân tượng Phật. Nguyễn Thị Dương Người vợ hiện tại của Đường Nhụy là một người nghiện cúng lễ. Trong ngôi nhà to của hai vợ chồng Đường Dương, ngay ở phòng khách tầng 1 có một bức tượng Phật, trên tầng cao nhất cũng có một bức tượng Phật. Đây đều là những bức tượng lớn, chỉ cần nhìn vào cũng có thể đủ biết chủ nhân ngôi nhà này sùng bái đến mức nào. Nhưng ngay trước mặt Đức Phật, vợ chồng Đường cùng các đệ tử đã đánh người đến vỡ xương hàm. Đó chính là giọt nước cuối cùng gây tràn ly, dẫn đến việc vợ chồng anh ta bị bắt ngay sau đó. Và người ta tin tưởng rằng đây không phải là một vụ đánh người duy nhất thực tế đường dương cách đây mấy năm đã livestream xử đẹp một chị chơi facebook dám cả gan comment líu láo thách thức chị ta clip đó đã được chia sẻ với một tốc độ bão tố nhưng nhiều người cho rằng đây chỉ là cách lấy số trên mạng nhằm câu like của chị đường dương luôn livestream dạy dỗ người khác phải sống sao cho có đạo đức đến ngay như kẻ cùng hội cùng thuyền như phạm văn hiệp giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thái bình trực thuộc sở tự pháp cũng đã có lần bị dương livestream chửi vốt mặt không kịp ngay tại trụ sở công ty vì dám chơi không đẹp với dương thói ngang ngược coi trời bằng vung coi người khác chỉ là cỏ rác của vợ chồng đường dương giống nhau đến kinh ngạc như các cụ xưa hay nói được cả đôi trong clip dương nói thẳng nếu không nhận hồ sơ của chị ta sẽ có nhiều và rất nhiều hồ sơ mang tên nhiều người khác được gửi vào dư luận cũng không hiểu vì sao đang cùng trên một chiếc thuyền mà bữa đó hiệp lại bị chửi phút mặt không kịp như vậy nhưng xem clip thì thấy dương không để ai có thể do chị ta cậy mình có nhiều quan hệ nên dù việc thế nào cũng sẵn sàng biến đen thành trắng cũng như cách đường dương luôn rêu dao ta quan hệ đến đâu thì mày biết rồi đấy nói về sống ảo thì không ai qua được mặt anh chị đường dương trên facebook là một thế giới khác của cặp vợ chồng đôi lứa xứng đôi luôn xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy đeo vương miện với những clip làm từ thiện rất nước mắt nguyễn thị dương được một bộ phận người theo dõi Facebook cũng như người không biết nhiều về những việc làm phạm pháp của gia đình chị ta dành cho những comment tung hô như Phật bà giáng thế. Các bài báo viết ca ngợi cũng nhiều, nhưng nếu ai hiểu chuyện thì biết rằng đây là những bài báo theo kiểu PR, đặt hàng, cứ có tiền là lên, chứ không có gì ghê gớm cả. Và vì vậy, hình ảnh chị Đại vô tình được biết đến là một doanh nhân giỏi giang, làm từ thiện như cơm ăn nước uống hàng ngày, mà không biết rằng Phật bà tài thế, chửi người không ngượng mồm, đánh người không gớm tay và để chồng mình thu tiền trên xác chết, mỗi người 500 000 Trên thực tế, vợ chồng Đường Dương đang phải đối mặt với một loạt vụ việc sẽ được lần lại hồ sơ mà trong đó là vụ đánh người ngay tại phòng tiếp dân, công an phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Một vụ việc khác gây bức xúc dư luận, đó là vụ tiến trắng, con nuôi của Đường Nhuệ đã chỉ đạo đám đàn em của mình đánh một thanh niên vỡ mắt ca chân, gãy ống chân ngay trước cửa nhà anh này vì lý do nợ nần. Vụ việc này sau đó được xử nhẹ, dư luận vẫn đang đặt câu hỏi liệu nếu không có ông bố nuôi chống lưng thì Tiến Trắng có dám ngông nghênh đánh người dã man như thế và tin rằng mình được cứu hay không? Đường Nhuệ cũng sống ảo à không kém gì vợ. Series phim Giang Hồ do anh ta thủ vai chính cùng các nhân vật Giang Hồ mạng đình đám như Dũng Chọc, Phú Lê và đặc biệt là có sự tham gia của một nghệ sĩ xịn được phát trên Youtube đã nhận được nhiều triệu lượt xem, gây phản cảm và tung hô cho lối sống Giang Hồ của một bộ phận thanh thiếu niên mới lớn. Vợ chồng Đường Dương bị bắt đã chấm dứt một đế chế số 2 không ai số 1 cũng sụp đổ luôn hình tượng phật bà tái thế vốn được nhiều người hâm mộ qua vụ việc này báo chí có lẽ cũng nên quy định khắt khe hơn đối với việc viết bài dạng pr không sẽ bị mất đi vị trí trong lòng bạn đọc và cũng là lời cảnh báo đối với các diễn viên nghệ sĩ ca sĩ khi chọn cách kết giao kiếm tiền từ đám giang hồ lưu manh này